Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 18 tháng 4 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Khu vực Nam Trung Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.